Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 của sách Chân trời sáng tạo. Cô chào các bạn nha. Các bạn mở sách trang số 9. Bài tập số 7, viết số và tô màu vào các ô có dấu chấm theo mẫu. Rồi bây giờ các bạn nhìn theo mẫu nè. 2, 4, 6. Wow. Người ta cứ tách một khúc ra, người ta chừa cho mình một cái khúc này. Wow. Các bạn hình dung ra cách làm bài tập chưa? Rồi cô hướng dẫn cho các bạn nha. Bây giờ các bạn nha, đếm nè, cái khúc con rắn này nó có bao nhiêu khúc nè. Cái đầu là số 1 nè, đây là 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy khi mà cô đặt vào đây các bạn viết viết số mấy chưa? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Chỗ này là 22 nè. 23, 24, 25, 26. Con rắn có 26 khúc. Vậy người ta yêu cầu các bạn viết số chẵn ha, là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Các bạn nhớ không? Rồi bắt đầu viết nha. Mình không còn đếm 1, 2, 3, 4 nữa đâu ha. Mình sẽ nâng cao cái trình độ của mình lên. Bắt đầu các bạn viết 2, 4, 6, 8 xem bạn nào viết được nha. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 ở đây nè. 8 là tới mấy các bạn? 10. Rồi cứ nhớ 2, 4, 6, 8, 10 nha. Rồi xong lại tới 2 nữa phải không? 12. Rồi tới 4 phải không? 2, 4 rồi. 14. Rồi tới 6 phải không? 16. Tới 8 nè. 18. Rồi 18 thì tới 2, 10. 20 thì phải tới 2, 4, 6, 8 ha. 2, 22. Rồi tới 24. Các bạn thấy cô làm nhanh chưa? Đó, các bạn hiểu quy tắc 2, 4, 6, 8, 10 thì các bạn sẽ làm được bài nhanh ha. Cứ lần lượt. Ok. Bạn nào chưa viết tua video lại đi ha. Xong thì các bạn đếm 1, 2, 3, 4, viết số 4, 5 bỏ, 6, viết số 6, 7 bỏ, viết số 8, 9 ở đây, thì tới 10, 11, 12, nhớ nha. Rồi bây giờ chúng ta qua bài tập số 8, số, điền số mấy đây. À, cái ngôi nhà đầu tiên từ con đường này ha, đi theo. Wow. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tập làm nè. Wow. Từ đen đi lên tới đây. Ha. Rồi bây giờ các bạn điểm xuất phát là ở đây. Cô sẽ viết cái dấu mũi tên vào đây. Bắt đầu chúng ta đi nha. Nhưng mà ở đây là 6 nè. Thì ở đây là 4 hả? Ở đây là 2. Rồi bây giờ cô đếm thử nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chính xác. Rồi các bạn viết vào thôi. Đó, mình phải đọc thử trước. Rồi mình suy nghĩ cái cách làm. Cái con đường này là 2 nè, tiếp theo là 4 nè, 6 nè, rồi tới 8, tới 10, 12, 12, rồi tới 14 nè, rồi tới 16 nè, 18, 20, chính xác luôn. Vậy là chúng ta đã xong bài tập rồi các bạn. Ok, để cô xem qua bài tập số 9 khó không nha. Đếm nhanh rồi viết vào chỗ chấm. Có ai đọc tựa đề giống cô không? Đếm nhanh, rồi viết vào chỗ chấm. Wow, bây giờ người ta yêu cầu mình đếm nhanh, xong rồi mình viết vào chỗ chấm nè. Câu A, bây giờ cô sẽ đếm nhanh nha các bạn. Cứ mỗi cái lọ này thì chứa 2 viên bi. Rồi, mỗi lọ chứa 2 viên bi, bắt đầu đếm nhanh nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Vậy thì các bạn viết đáp án ở đây là 20. Rồi chúng ta viết vào. Có 20 quả bóng. Quả bóng mà cô nói quả bi. Rồi tiếp theo câu B. Câu B bây giờ các bạn đếm nhanh đi. Bây giờ mình sẽ quan sát bức tranh trước nè. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 đều hết. Rồi bây giờ các bạn đếm đơn vị 5 nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Vậy thì suy ra có mấy cái bút sáp các bạn nhớ không? 55. Đó, chúng ta làm bài xong rồi đó. Rồi cô giải bài tập rất là nhanh gọn lẹ, có bạn nào giải kịp không? Rồi bạn nào không giải kịp được, không cảm thấy học chậm, học mà không thuộc thì kết bạn Zalo với cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách học nha. Cách học làm sao cho các bạn học thuộc. Còn bạn nào mà có ba mẹ kèm rồi thì chúng ta cố gắng học đi học lại cho nhớ nha. Rồi bạn nào mà làm giỏi làm nhanh trước cô comment vô comment vào cái
bình luận vào cái ở phía dưới video để cô xem coi bạn nào học giỏi nhất nè. Ok, cô chúc các bạn học giỏi nha. Goodbye. Tạm biệt các bạn.